vợ ngoại tình sợ nhất là chồng sờ vào bốn chỗ này. Các bạn thân mến, đàn bà ngoại tình thừa hiểu rằng đây là một việc xấu và cô ta cần phải làm những hành động để che giấu đi tội lỗi của mình. Thế nhưng dù có giấu đằng rời cũng sẽ không xóa được những cái dấu vết ở một vài các chỗ, các cái bộ phận. Và hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem đâu là những chỗ dễ để lộ bí mật và đồng nghĩa với việc đây là những chỗ mà vợ sợ nhất khi bị chồng sờ vào khi đi ngoại tình về. Thứ nhất, cô ta sợ nhất là chồng động vào chính cơ thể của cô ta. Cái điều sợ ở đây nó có thể bao gồm những điều cô ta không thích nữa. Đơn giản là bởi vì phụ nữ khi đã có nhân tình, tức là tình yêu của cô ta đã dành cho một người đàn ông khác rồi, thì rất là sợ và không hề muốn việc chồng động vào cơ thể của mình. Sợ rằng chồng động vào cơ thể, chồng mắt phải đáp ứng, phải trả bài mà bản thân lại không có tình cảm. Và không có tình cảm thì không thể nào mà có thể diễn một cách tốt được cái việc ân ái vợ chồng. Chính vì vậy, người vợ cảm thấy rất là sợ hãi khi chồng chạm vào cơ thể của mình. Chưa kể cùng với đó là việc người phụ nữ ra ngoài vụng trộm, lo sợ cả những cái dấu vết trên cơ thể mình có thể bị chồng phát hiện ra. Bởi vì khi làm chuyện thân mật với một ai đó thì các cái dấu vết yêu đương chắc chắn sẽ để lại trên người. Và một số trường hợp thì còn phải qua vài ngày mới hết được. Những tư thế hay là những cái động tác của người tình có thể quá mạnh bạo hay là quá là phấn khích bởi vì họ đang ngoại tình với nhau. Họ lại càng nảy sinh nhiều những cái tình cảm, những cái tư thế hay là những cái điều mới lạ, những cái điều táo bạo thì lại càng dễ để lại những cái dấu vết bất thường trên cơ thể. Có thể là những vết hôn, vết cắn ở những vùng nhạy cảm như là vùng ngực, vùng cổ hay kể cả là vùng kín của chị em phụ nữ cũng có điều bất thường. Thế cho nên là chồng, nếu như một khi đã chạm vào cơ thể của vợ và phát hiện ra bất thường thì tỷ lệ cô ta bị vạch trần rất là cao. Và đó cũng là lý do mà vì sao mà phụ nữ lại sợ chồng chạm đến cơ thể của mình đến vậy. Vật thứ hai mà vợ rất là sợ và cảm thấy kinh hãi khi chồng động vào nếu như vừa đi với nhân tình về, chính là rất sợ chồng kiểm tra điện thoại. Tất nhiên phụ nữ ngày nay họ thừa khôn ngoan và có rất là nhiều các cái chiêu trò để mà hợp thức hóa hay là có thể thản nhiên để quăng điện thoại của mình cho chồng. Thế nhưng sẽ có một vài các cái dấu hiệu mà nếu như người chồng tinh ý thì hoàn toàn có thể phát hiện được ra việc vợ có ngoại tình hay không thông qua chiếc điện thoại. Bởi vì chúng ta biết đấy, điện thoại gần như là phương tiện liên lạc duy nhất. Và nếu như ngoại trừ những cái trường hợp mà cô ta và nhân tình có thể liên hệ và gặp nhau trực tiếp bên ngoài, điều này rất là hiếm, thì cô ta chắc chắn phải liên hệ qua điện thoại. Có thể là một vài các cái ký hiệu hay là những cái tin nhắn bất thường thôi cũng đủ khiến cho người phụ nữ cảm thấy chột dạ. Vì vậy cách tốt nhất đó là cô ta hạn chế chồng xem điện thoại của mình và rất là sợ hãi khi chồng động đến điện thoại. Phụ nữ ngoại tình sẽ luôn có những cách che giấu rất là kỹ càng. Thế nhưng dù có che giấu kỹ càng đến cỡ nào thì điện thoại cũng vẫn là những nơi mà dễ xóa nhưng lại cũng vẫn vô cùng là dễ lộ. Chính vì vậy mà phụ nữ sợ nhất rằng người đàn ông, người chồng sẽ kiểm tra điện thoại của mình sau khi đi ngoại tình về. Ít nhiều cũng sẽ có những sự chột dạ. Các bạn có thể kiểm tra, kết quả không thu được gì, nhưng chính thái độ của cô ta với việc các bạn động đến điện thoại sẽ tố cáo tất cả. Cái thứ ba mà vợ rất là sợ chồng động vào khi vừa đi ngoại tình về chính là quần áo của cô ấy. Những dấu vết khác thì có thể là bị ỉm đi và có thể che giấu được, nhưng những vết nhơ hay những cái mùi lạ trên quần áo thì cô ta dường như rất khó mà có thể lột tẩy được hết. Người mà có những cái vết thâm tím thì cô ta có thể che giấu bằng mỹ phẩm, mà nếu như đủ tinh vi thì các anh chồng không am hiểu nhiều về mỹ phẩm cũng không biết được đâu. Còn nếu như những cái dấu vết mà liên quan đến những cái bộ phận nhạy cảm, cô ta cũng có các cái cách để giải thích. Nhưng dấu vết trên quần áo thì không thể nào sửa được, trừ khi là cô ta thay hẳn một bộ quần áo mới. Ví dụ như là mùi thuốc lá của nhà nghỉ, và trong khi bạn không phải là người hút thuốc lá, và môi trường làm việc của cô ta cũng không phải là một môi trường mất lịch sự đến nỗi mà những người đồng nghiệp hút thuốc lá liên tục đến nỗi ám mùi vào quần áo cô ta nồng nặc đến như vậy, thì bạn phải hiểu rằng chắc chắn rằng có cái điều gì đó nghi vấn ở đây. Và rất có thể khói thuốc lá chính là khói của nhân tình đốt lên và ngấm quần áo của cô ấy sau những giây phút hai người hoàn lạc với nhau. Và tương tự như mùi khói thuốc lá thì mùi nước hoa hay là mùi ôm ấp, mùi cơ thể của những người đàn ông lạ khác cũng sẽ tố cáo việc người vợ có ngoại tình hay không. Vì vậy phụ nữ cực kỳ sợ nếu như người đàn ông sờ vào quần áo của mình. Vợ đi đâu đó về mà vội vàng đi tắm với quần áo vứt ngay vào sọt hay vứt ngay vào
máy giặt quần áo thì các bạn cũng nên lưu ý một chút vấn đề này các bạn nhé. Và xào huyệt cuối cùng có thể cất chứa rất nhiều những bí mật của người phụ nữ và rất sợ người đàn ông động đến. Đó chính là đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt vốn được coi là cửa sổ tâm hồn. Cái miệng thì có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì khó lòng có thể giấu được những tâm tư. Có rất là nhiều khả năng, rất nhiều vấn đề được phản ánh thông qua tinh thần và suy nghĩ qua chính đôi mắt của người trong cuộc. Một người phụ nữ đang dấn thân vào mối quan hệ lừa dối thường sẽ cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bối rối, cảm thấy ăn năn. Và điều này sẽ thể hiện qua ánh mắt của cô ấy, đặc biệt khi nói về các chủ đề như là phản bội hay là lòng trung thành. Và có thể mặc định là cô ta thường rất là hay tự giải thích, tự bao biện cho chính cái hành động của mình mà bạn không hề tra khảo. Nếu người chồng thấy rằng vợ thường tránh ánh mắt của mình khi nói chuyện, hoặc là không thể tập trung được bằng một đôi mắt chăm chú, bằng một đôi mắt chia sẻ và chân thành, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự không bình thường. Các bạn thân mến, vừa rồi là 4 vị trí, 4 thứ mà người phụ nữ đi ngoại tình sợ nhất khi bị chồng sờ vào. Có những điểm, có những nơi mà khi nồng nàn yêu đương thì là nơi mà phụ nữ rất là thích được người đàn ông chăm sóc, nâng niu, người đàn ông chạm vào. Thế nhưng khi mà đã làm chuyện phản bội thì bỗng dưng cô ấy đột nhiên rất là lo sợ nếu như bị chồng sờ đến. Đó là những nơi như cơ thể, như quần áo, như điện thoại và hơn hết là đôi mắt của cô ấy, đúng không nào? Và các bạn thân mến, có một sự thật là đàn ông rất nhiều người khi phát hiện ra vợ ngoại tình thì lại thường không tung hê và cũng không làm tung tóe tất cả mọi chuyện. Và cũng không phải mãi đến những drama như lòng xào dưa hay là dứa hàu trứng sống thì những vụ ngoại tình của các ông chồng mới là thứ mà được nói ầm ĩ nhiều nhất trên mạng xã hội. Từ lâu phụ nữ đã dùng mạng xã hội như một công cụ để đánh ghen, để trả thù người bạn đời và tiểu tam. Thế nhưng đàn ông thì lại khác. Vốn dĩ trước đây chưa có mạng xã hội thì việc người đàn ông đi ngoại tình thường cả làng cả xóm đều biết. Nhưng việc một người vợ đi ngoại tình và sống lăng nhăng thì không phải người đàn ông nào cũng lựa chọn cái cách là bóc phốt hay làm toáng tất cả mọi chuyện lên. Do cái đặc tính về giới tính, đàn ông và phụ nữ có những suy nghĩ và hành động khác nhau khi mình đi ngoại tình, và cũng có những cách ứng xử khác nhau khi đối diện với việc mình bị phản bội. Trên thực tế thì khi phát hiện ra người bạn đời của mình ngoại tình, rất nhiều phụ nữ chọn cách bóc phốt chồng và tiểu tam, tung hê video đánh ghen lên mạng, nhưng hiếm người đàn ông lại chọn cách thức này. Bởi vì sao? Bởi vì vị thế và cảm xúc của đàn ông rất khác. Khi phát hiện ra người bạn đời phản bội thì phụ nữ sẽ là cái sự tổn thương sâu sắc, nhưng với đàn ông nó sẽ là sự xúc phạm. Việc bị mang danh tiếng có một người bạn đời ngoại tình, có một con vợ lẳng lơ, cặp kè bồ bịch, mang đến những hệ lụy khác cho phái nữ và đàn ông. Với phụ nữ thì chồng ngoại tình có thể chỉ đơn giản là vì anh ta trăng hoa, nhu cầu tình dục của anh ta cao, ham muốn sự mới lạ sau khi về chung sống với vợ nhiều năm. Nhưng với đàn ông, việc bị vợ phản bội có thể khiến cho họ chịu nhiều tai tiếng hơn như thế. Trong đó, điều đầu tiên khi mà nghe đến một vụ là vợ đi ngoại tình thì dư luận thường có xu hướng bàn tán và đặt giả thiết về việc là anh chồng này có lẽ là yếu sinh lý hay là không làm vợ thỏa mãn. Việc bị phản bội mang đến cảm xúc chủ đạo về sự hận thù, giận dữ cho người phụ nữ, nhưng lại mang đến cảm giác muối mặt và xấu hổ nhiều hơn cho người đàn ông. Và đặc biệt là theo quan điểm về gia đình ở văn hóa Á Đông thì đàn ông là trụ cột, là người có vai vế gánh vác quan trọng trong gia đình. Hay nói cách khác, đàn ông có vị trí cao nhất về quyền lực trong mô hình gia đình Á Đông. Cũng chính vì như vậy mà việc phát hiện người bạn đời ngoại tình còn làm ảnh hưởng đến vị trí quyền lực của người đàn ông đó trong gia đình. Và cũng chính vì vị thế và cảm xúc khác nhau, thế nên giữa đàn ông và đàn bà, việc đối diện khi bị phản bội cũng khác nhau. Phụ nữ muốn tung hê lên cho hả giận thì đàn ông lại có xu hướng tự giải quyết nội bộ, không muốn người ngoài biết bi kịch nội bộ của gia đình mình. Và các bạn thân mến, cái câu xấu chẳng hổ ai không chỉ đúng với phụ nữ mà câu này còn đúng với cả đàn ông. Đàn ông rất ngại những tin xấu đồn xa. Khi chuyện ngoại tình của bạn đời lộ ra thì tai tiếng sẽ làm ảnh hưởng rộng đến cả những thành viên còn lại của gia đình. Đàn ông sâu sắc hơn đàn bà rất nhiều. Việc phơi bày chuyện riêng lên mạng xã hội sẽ là trò vui cho thiên hạ bàn tán và đồn đoán. Mọi chuyện có thể đi xa hơn bản chất ban đầu, để lại hệ lụy khó lường với người thân. Đàn ông rất ngại những chuyện này.
Họ vốn không có xu hướng chia sẻ, buôn chuyện và đồn thổi các vụ drama nhiều như là phụ nữ. Đàn ông muốn giải quyết mọi chuyện theo cách ba mặt một lời, lặng lẽ, không ồn ào, để giảm thiệt hại nhất về mặt tai tiếng. Nếu như muốn dằn mặt tình địch thì đàn ông cũng sẽ chọn cách gặp mặt, nói thẳng, thậm chí là nhiều anh cay cú có thể dùng bạo lực, chứ không mất công lên mạng để tung hê, kể lể, dẫn chứng, rồi chụp màn hình điện thoại. Cái cách mà nhiều người phụ nữ lựa chọn, chưa kể việc thể hiện cho người ngoài thấy rằng chồng đã đọc trộm tin nhắn của vợ, thì hay là theo dõi rình rập bắt quả tang vợ như thế nào, còn khiến cho người đàn ông cảm thấy mình rất là mất mặt. Thế nên vì tất cả những lý do trên mà rất nhiều người đàn ông lựa chọn cách im lặng giải quyết vấn đề, chứ không bóc phốt hay là làm toáng lên phụ nữ khi phát hiện ra người vợ, người bạn đời của mình ngoại tình. Các bạn thân mến, hy vọng là với những chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có thể hiểu hơn, không chỉ hiểu về nỗi sợ của người phụ nữ khi đi ngoại tình về để chúng ta bắt đúng thóp, kiểm tra đúng chỗ, mà hơn hết là chúng ta cũng chia sẻ với những cái người đàn ông khác khi mà xảy ra những chuyện không hay liên quan đến hạnh phúc gia đình mình, và lý giải vì sao mà các anh lại thường có cách ứng xử như vậy. Đây thực sự là một nỗi đau rất lớn của bất cứ người đàn ông nào khi đã có gia đình. Cảm ơn rất nhiều vì đã lắng nghe. Rất mong nhận được lời chia sẻ cũng như những tâm sự của các bạn ở dưới phần bình luận của video này. Tôi biết rằng đó không phải là những trải nghiệm hay ho, và cũng không có gì vui vẻ khi chúng ta cứ kể đi kể lại những câu chuyện cay đắng này. Nhưng thiết nghĩ nếu như chúng ta dám nói ra và dám chia sẻ cùng với nhau thì mọi chuyện, những nỗi đau cũng sẽ vơi đi rất nhiều. Rất mong nhận được lời chia sẻ từ phía các bạn ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.